Cá ăn rồi. Dính rồi con ơi. Dính cá bự rồi. Nó dính dính. Nó đang cắn. Cá ăn nha các bạn. Dính nữa. Dính nữa. Rồi Tâm mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Rau Vlog. Lần đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn nha. Bữa nay tiếp tục đi đánh cá lóc nha các bạn. Hôm nay mình chuyển hướng. Họ trong kia giờ bơm nước động hết rồi. Hôm nay mình chuyển hướng ra Sài Gòn. Ô, Sài Gòn lạ thế các bạn. Hồi đó cát qua tới bên này luôn nè. Hôm kia giờ bơm cát ra tới đầu bên này luôn rồi. Có lưới luôn. Đây ta gần lưới bén rồi. Vô ngay cặp xa sân con luôn nha các bạn. Đây, giờ mình ra mình đánh khu vực này ha. Đánh khu vực này. Bữa nay mình đi ở điểm này. Chí Thiện với Vinh đồ á là đang đánh ở cái hồ dài ngay chỗ cổng đền. Mình vô cặp trong này luôn. Bạn thấy gì không? Nhoi nhoi kìa. Đó. Thấy nhoi nhoi không? Nhỏ nhỏ vậy đây. Nó nhỏ 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 các bạn thấy không? Đó. Rồi rồi rồi. Có lý có lý. Nãy còn nhái ra móc à. Ừ, nhỏ nhỏ tìm ra nhái liền ha. Biết đây có bị câu trước chưa nha. Nay mình đi cần máy ngang của mình không? Nó phải kéo hết ra qua và đường trước. Chọc chọc nóng nữa cái. Nóng bao con đường. Còn nổi lên không? Đó, còn nổi, còn nổi, còn nổi. Trời, cái mẹ tức lên. Nó kéo qua ổ vài cái. Thôi rồi. Kéo ngang vậy cho cá mẹ biết là có địch thủ tới. Rồi, nóng tí quay. Đó, đó, đó. Nè, kéo tay đó cái mình nhả xuống.
Dính rồi các bạn ơi, dính cá bự rồi, dính cá bự rồi. Mười năm nha các bạn. Đấy, đồ chín có miếng mê lưỡi luôn. Ây dạ. Mình theo cá bầy. Cá bầy đang không ăn. Thả dưới đây. Cặp mấy này. Đổi với năm theo. Thôi, con nhớt. Quá im. Ý, đừng có giải, đừng có giải. Giải. Mày nhái. Cắt mày nhái lại cái đẹp cho chết mày nhái. Cá mập lúc. Một cái nồi miếng nước. Mình theo cái bài đó không ăn. Cái mình thấy đây thở cái cặp này nó ra nó ăn mà nó ăn cái sặc này các bạn, ăn cái sặc mà nó còn ăn mồi mình nữa nè, ghê thiệt. Hao ăn dữ. Quy năm lợi hại. Bỏ dép xuống đây, mình đứng trên cái cống nè. Quan cặp mí mới đường một. Lấy quy năm mình thải nó tăng không ăn. Cá bầy này nè. Chuẩn bị càng thủ khác bắt nó rồi quá. Gịch cái thống lên à. Mình để chìm vậy gịch luôn chứ. Mình thải mồi xuống chìm cái gịch luôn chứ. Phải mình kéo vậy là gặp thấy bà đó rồi. Bữa nay nước trong. Có nước ra vô nghe theo đường kinh này nè. Ôi mình thải cái gịch vậy. Cá cũng nhỏ. Dính rồi các bạn ơi. Đây, ban vô cỏ rồi. Rồi xảy ra. Ban vô cỏ rồi. Ô. Biết quýt một giả nó ban vô cỏ rồi. Xong, một con. Con này giả dưới rồi. À, mình báo cá Thiện Vinh. Với thằng Khải chạy ra. Ê, đá ba cái. Ăn ba cái, một cái ban vô cỏ sảy, một cái vừa thải xuống làm chụp cái dùng dây vừa thải mồi xuống là chìm xuống chụp luôn.
Vừa vô thấy mày đi đâu đó đó, coi coi cái đi đâu cặp cặp đó đó. Đâu? Tụi bông em bán bển hả? Đi cặp cặp đó, nãy giờ ba đâu có theo dõi nó đâu. Ừ, không câu. Câu các bạn ngoài theo nó không ăn. Rồi cái thải. Dạ. Bạn của ba câu thì dài cái chú mất xe. À. Phương. Bây giờ dài thấy cái cặp mấy đó nó có ổ bển không? Đây chưa câu gì hết á, đây nè. Mấy cái lỗ đó đó. Giờ cỏ mới bị nhái thiệt, mới bị cặp cặp cỏ á. Chiều lên đúng. Nãy giờ tôi quýnh cá sắt không ăn á. Nãy giờ quýnh cá sắt không ăn. Qua quê năm nè. Trả quê năm này thì đánh quê năm này thì dính bự rồi các bạn ơi. Bự rồi, thấy chưa. Ủa, cái năm ăn cái trước hột chắc là con khác ha. Ủa, khỏi gọi quả đã các bạn ơi. Nè các bạn đây. Nhất nè các bạn ơi. Ra mồi giả đi các bạn ơi. Nhất nè các bạn ơi. Ủa đỏ. Ở hai con lứa luôn Vinh ơi. Thấy chưa. Ăn mồi giả các bạn ơi. quá sướng. Chịu ăn quê năm các bạn ơi. Tôi ngồi đây là giật bóp. Nãy giờ mình đổi qua cái sắt không chịu ăn. Quy năm đi. Ừ. À, bỏ cá nha. Mồi lõm con dính cá dầm tới cá nhỏ này dính vậy á. Rồi ok rồi. Rồi. Cái cặp lưỡi này mà cá bự ăn là không có phản rồi cái gì. Chuẩn bị dở lên là chụp luôn. Đi theo chứ gì. Không biết rồi, không đem cái sách luôn. Nên bỏ lần cô chú á. Bỏ vô chung với chú á. Bỏ ngay cái chừng cá của chú ăn á. Chéo. Ủa, nè, đây. Được không? Cái kẹp nữa nè. Kẹp mồi dưới nó. Còn thẹn. Ủa ghê vậy.
chích. Không ăn thôi, ăn thôi cái này. Ủa nghe dễ đông đông vậy. Lứa cũng qua luôn rồi đó. Rồi ai cũng có nhớt đó nha Khải. Cố gắng lên con ơi. Rồi xỏ vào. Rồi xỏ cái này đâu xảy nổi. Đem qua đây. Đem qua đây gửi nha. Ủa bà nghe giải đùng đùng luôn á. Đưa qua đây nha chứ để anh rớt cô Vinh. Quýnh muốn dở lập sọ nhỏ luôn mà. Lứa luôn á. Ồ quá trời rồi con ơi. Bự bự không? Có cối không? Một lứa một luôn. Ba con lứa luôn. Nè con coi nè. Ba con lứa là của con giữa. Lứa một luôn. Rồi ai cũng có cá hết rồi. Vui hết rồi. Còn trời Khải lên. Giờ chú Quýnh thử con cá sắt này. Có thì thử con cá coi. Cho lết ngay học con cá này thở. Nãy giờ ngay này nè. Có con cá này giờ anh thở được hoài ngay đây luôn rồi. Này làm như nó ở học sâu đó, nên mình lấy cá sắt có cái thìa nè. MZ55 xuống MZ55 cho xuống dưới. Có thìa cho sâu sâu dưới xuống cho mình kéo chậm cho nó lọt cái học cái này. Nãy giờ thiện đồ dí Vinh đánh cá nhựa. Mình nãy cá nhựa V5 cũng lên được hai con nè. Trần xuống sát đáy luôn. Cứ lên thở hoài nữa nè. Gì vậy? Ủa không? Ủa không? Dính nữa. Dính nữa. Dính nữa. Học như quay. Một đường hả? Nghe em trai ơi. Đi câu không anh? Có. Ngày qua lục lục qua đi bàn quá anh mớm tới về luôn. Ngày qua hả? Rồi bữa nay tôi vô trong đình được 4 con, anh 2 con, Thiện 2 con nè, cũng ba cũng lạng không á. Ờ ngon dữ trời. Đang quýnh luôn nè, Thiện mới dính con quay lại cái thải đường dính nữa, mới lên luôn nè. Mở cá. Mới vô, qua mới ghé đông, qua mới qua bên các bạn nè. Dữ trời. Giờ giác cá giờ không nổi đâu. Dữ hả? Câu cái sắt cái gì Tâm? Cá nhựa. V5 nè. Ngày qua tính ghé, ngày qua không có câu mấy đồng, không có ghé cái chỗ đình. Dạ dạ cá là dạ cá cho bò cá vuốt chơi rác chơi một khúc rồi quá trời rồi. Quá trời rồi. Ủa, vô mùa rồi. Vô mùa rồi. Ừ. Giờ chí Thiện về nhà đổi cần các bạn. Chạy về nhà mình gần đây với đem cơm ra đây ăn luôn.
lấy cần máy ngang lên đánh. Đây có con chim quýt cô nó kêu. Chim quýt cô đâu đang kêu đẹp, nó kêu hay quá. Quýt cô là da nghệ á. Đó, đầy quá trời quýt cô. Giờ mấy thầy trò qua bóng mát. Bóng mát chuẩn bị cơm. Thì mới về lấy cơm ra ăn nha các bạn. Mình hai con chích thiền hai con. À, dưới mấy cây mù u này, cây sờ cừ. Mát ghê. Chim đậu đậu đây. Đây, xung quanh này. Cái hồ chạy tới dưới luôn. Gì vậy? A few moments later. Thì ăn cơm no hết rồi, nghỉ ngơi xíu rồi. Rồi nhóm mình tản ra. Vinh với Khải với Thiện đi qua đầu kia. Mình ngồi đây giữ xe với đục vô bóng mát. Nắng cặp đây, xe đỏ bỏ đầu này. Rồi đây giữ xe là cho mấy nở xuống dưới kiếm. Đánh dài dài đây, quýnh màu mềm. Mà giả không câu giờ đi câu như hư. Không ơi, một cái sắt nó câu đi. Nãy cắn mới mạnh ghê nó xúc ra. Nãy xảy cho đó con mới lại quăng con đường ăn. Rồi gửi như hư. Câu điên không? Mà dưỡng sâu không? Sâu. Có bự rồi. Cái gì rồi vậy? Quá phê các bạn ơi. Đó, Hugo các bạn ơi. Mồi gì vậy? Rồng. Ở đâu à? Cái thẻo. Ê, cái thẻo nhỏ hả? Ngoài đây nè. Trời ơi cô. Đu. Bây giờ mọi em vào cá thôi. Con lấy cái vỏ kia kìa. Quá dữ rồi xem coi. Dính cái này đâu có xảy được. Tới cỏ nhận xuống. Gỡ con. Để ba gỡ nha. Bỏ dựng câu đó thả dây ra gỡ. Tới con cỏ nhận xuống. Quấn vô cỏ. Quấn vô cỏ hả? Đu ăn rồi. Giờ 45. Trời bữa nay bảo cá rồi Thiên ơi. Ăn con rời nè các bạn. Ăn cả sắt luôn.
nhá nè, đổ qua nhá của con đi cho sống nhá. Ủa một khúc sách luôn rồi. Ồ năm con bự quá, năm con trọng không lứa nó luôn á, một lứa luôn nè. Nhận chú nãy xảy trong hộp đó cũng con. Để mà chắc nước là thay nước cho nó. Thay nước, thay nước. Cá ăn các bạn. Cá ăn, cá ăn. Cá ăn rồi. Wow. Xảy ra rồi. Ồ đó nó cọp. Nó lôi ngược vô cỏ. Ồ nó cọp vô cỏ cứng nhắc luôn. Ồ uổng thiệt. Lên hàng. Nhỏ. A few moments later. Rồi, cá đây các bạn ơi. Ồ. Câu, nó cá bự không? Ừ. Câu rồi, câu. Đang cịnh không? Em nè, đang mung. Ồ. Cá bự bự không nha các bạn. 1 2 3 4 5 6. 6 con chỉ thiện 4 con, mình 2 con. Có lứa một. Rồi, mình kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video ủng hộ mình cho mình một like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo như mình ra clip mới nha các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha.